Là đến với kênh Thanh Đưa Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án đèo đảo Koi có tên là Ruby. Tham gia vào dự án đảo Koi hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn tải xuống ứng dụng Ruby. Sau khi tải ứng dụng xong thì các bạn mở ứng dụng ra. Các bạn ấn vào nút đăng ký. Các bạn có thể đăng ký nhanh với Facebook hoặc là Google nhé. Mình sẽ lựa chọn Google. Các bạn nhớ đăng ký mã mời, mình sẽ để phía dưới mô tả video nhé. Cái mã giữ người giới thiệu thì các bạn mới đăng ký được. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành min link. Ở đây có các cái mỏ khai thác. Đấy, thì ở đây mình có thể là min ở cái mỏ Hải Phòng chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể chọn bất kỳ cái mỏ nào nhé. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, ở đây có cái quy luật giảm khai thác. Đấy, thì hệ số hiện tại thì hệ số nó bị giảm xuống rồi. Trước đây thì hệ số nó là 10 và 5 và 2,5, nhưng bây giờ hiện tại giờ hệ số là 1,25 anh em nhé. Hệ số đã giảm xuống rồi. Và cho đến thời điểm này thì cộng đồng Ruby Mini đã có 200.000 thợ mỏ rồi. Đấy, anh em bây giờ chúng ta cũng có thể là tranh thủ để các bạn tuyển rep. Cũng này các bạn đào đi. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái phần là ví tài sản số Ruby, thì mình sẽ hướng dẫn anh em tạo luôn. Chúng ta sẽ ấn vào phần bắt đầu tạo ví nhé. Ở đây các bạn tích vào đây và chúng ta sẽ ấn vào nút tiếp tục. Chúng ta sẽ chọn một trong các cái chủ đề yêu thích ở đây. Tiếp tục chọn. Bây giờ các bạn sẽ có cái mã bí mật, các bạn nhớ lưu lại cái mã này một nơi an toàn nhé, được chưa? Các bạn cần phải ấn nút tải xuống, sau đó thì các bạn mới ấn được chữ đã lưu SIPA nhé. Rồi sau khi tạo ví thì các bạn có thể đăng nhập với SIPA hoặc là cái mã code nhé. Rồi cái quá trình tạo ví của chúng ta thì đã hoàn thành rồi. Đấy. Và có thể là khi mà chúng ta nhận được chúng ta min thì nó sẽ trả chúng ta về ví luôn. Ở trong đây thì các bạn sẽ có cái phần bật lên thì sẽ thấy được cái số dư khả dụng ở đây. Đấy. Đây là các cái chủ đề các bạn. Ở đây có phần mời bạn bè, các bạn có thể ấn vào đây để mời bạn bè này. Các bạn có thể tạo một cái mã mời duy nhất và mã mời của bạn chỉ có thể thay đổi một lần duy nhất thôi nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã cùng anh em chúng ta tham gia vào dự án đào coin Ruby mỗi ngày. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.